Hai chiếc laptop xoay gập 360 độ đến nhà Asus trong tầm giá từ 38 cho tới 40 triệu. Thời gian vừa qua có một số anh em đã yêu cầu mình so sánh hai chiếc laptop này và xem hai chiếc laptop này phù hợp với ai. Ở trên bàn của mình đây là LG Flow X13 GV301QC và Asus ZenBook Flip FOX371EA. Những cái mã nó khá là dài và khá là khó nhớ anh em ạ. Thì với hai chiếc laptop này, LG Flow X13 trong tầm giá khoảng 37 cho tới 38 triệu. Còn UX371EA thì anh em sẽ có mức giá trong khoảng từ 40 triệu anh em ạ. Một chiếc laptop thì tượng đài rồi, laptop của doanh nhân đúng không nào? Một chiếc laptop nhắc đến ZenBook Flip S ấy, thì chắc chắn là cái dòng laptop của doanh nhân cao cấp rồi, không có gì phải bàn nữa cả. Còn với Flow X13 thì đây là một cái dòng laptop gaming mới nổi của nhà Acer, coi như là một ngôi sao mới nổi đi. Và năm 2021 vừa qua thì đã đạt giải bình chọn là chiếc laptop gaming, chiếc laptop chơi game tốt nhất ở Tech Award 2021 anh em ạ. Hai chiếc laptop này thì đều rất là xứng đáng lựa chọn, nhưng mà để mà tìm ra đâu là chiếc laptop phù hợp nhất với bạn ấy, thì hãy cùng mình đi so sánh trong video này anh em nhá. Bắt đầu thôi. Cái thứ đầu tiên mà mình mang ra so sánh không phải là về cấu hình, bởi vì cấu hình là hai cái thứ mà lựa chọn ra cái phân khúc khách hàng của hai chiếc máy này. Đấy, thì mình sẽ đi so sánh qua về màn hình trước anh em nhé. Màn hình sẽ là cái thứ mà mình so sánh đầu tiên. Với màn hình em có thể thấy cái sự khác biệt rất là rõ ràng. Một chiếc laptop màn hình IPS, một chiếc laptop màn hình OLED. Với OLED chúng ta sẽ có một chiếc màn hình nó sáng hơn khá là nhiều. Màn hình cảm ứng mà lại còn OLED nữa, nó sáng và màu sắc cái thứ nó tươi, nó đẹp hơn rất là nhiều. Với chiếc UX371EA ở đây, anh em sẽ có một chiếc laptop màn hình OLED kích thước 13,3 inch, độ phân giải lên tới là 4K, mức độ sáng lên tới 600 nit và độ bao phủ màu đạt sắp xỉ 100% ở các giải màu trong ta luôn, như là DCI-P3, như là RGB đều đạt lên tới sắp xỉ 100% anh em ạ. Và chắc chắn là chiếc màn hình này nó có cả chứng chỉ Pentong nữa, nó có cả chứng chỉ bảo vệ mắt UV Reland nữa cho chúng ta, một chiếc laptop lọc các ánh sáng xanh bảo vệ cho mắt chúng ta. Nói chung là đầy đủ hết các cái chứng chỉ trên cái chiếc laptop màn hình 4K OLED này. Và với màn hình hiển thị màu sắc cực kỳ là đẹp, quá đẹp ở trên chiếc UX371EA. Còn với Flow X13 thì sao? Anh em sẽ có một chiếc laptop màn hình kích thước 13,4 inch, và cái màn hình này nó là tỷ lệ 16:10 anh em ạ. UX371 là màn hình 16:9 nha anh em nhé. Còn GV301QC ở đây là màn hình 16:10 anh em ạ. Thì với cái màn hình 16:10 này, nó sẽ thiên về khung hình dọc nhiều hơn, dành cho các anh em nào mà chiến game cũng được này, hay là làm content creator các thứ, anh em cần nhiều không gian hơn về chiều dọc anh em làm ấy, thì cái màn hình này nó cũng vẫn rất là tối ưu cho chúng ta. Ngoài ra nữa, cái màn hình này nó có những cái điểm nó rất là đặc biệt. 100% sRGB thì đã đành rồi, nhưng mà độ phân giải nó cũng chỉ là ở Full HD mà thôi. Nhưng mà cái điểm mà đặc biệt nhất ở trên màn hình này, đấy chính là một chiếc laptop gaming thì cần tần số quét cao. Em nói cho chúng ta cái tần số quét được là 120Hz trên các màn hình 13,4 inch này, đủ để chúng ta chiến game những cái tựa game FPS ngon nghẻ phà phà trên này rồi, lướt cái thứ nó rất là mượt và nó sẽ không bị hiện tượng xé hình này, hay là nhòe nét, hay là hiện tượng bóng ma ở trên cái phần màn hình này. Hiển thị cực kỳ là tốt cho các thương vụ chiến game trên màn hình này anh em nhé. Tuy nhiên cái điểm mà mình cảm thấy nó yếu nhất, đấy chính là cái mức độ sáng của màn hình nó không thực sự là đủ sáng đối với mình trên một chiếc màn hình gương. Trên một chiếc màn hình gương, nếu mà mình để máy ở đây nãy giờ thì có thể là anh em sẽ hơi khó quan sát một chút, bởi vì là cái bóng đèn này nó rất là mạnh đúng không nào. Thì cái việc mà chúng ta quan sát ở những cái góc nghiêng và dưới một cái bóng đèn nó mạnh như thế này thì sẽ hơi khó để có thể quan sát và rất là lóa. Còn để mà sử dụng tối ưu nhất thì anh em chỉ nên sử dụng ở trong những cái môi trường ánh sáng văn phòng thôi anh em nhé. Đó là về cái thông số của hai chiếc màn hình này. Thì với những em nào mà thích một chiếc laptop màn hình đẹp, sắc nét và độ bao phủ màu cao ở các giải màu, ví dụ anh em làm thiết kế nội thất các thứ, kiến trúc các thứ này, anh em cần là phải chuẩn chỉ về màu sắc từng ly từng tí một đấy, thì cái chiếc màn hình này có thể đáp ứng tốt cho chúng ta. Còn với những em nào mà thích một chiếc laptop màn hình vừa đẹp vừa có thể chiến game được với tần số quét cao ấy, thì Flow X13 lại là cái chiếc màn hình xứng đáng lựa chọn hơn anh em ạ. Đó là so sánh nhanh về màn hình nhá. Mình sẽ đi qua một chút về bản lề luôn đi, cũng như là về cái độ cứng cáp của cái khung màn hình này luôn. Thì về cái phần bản lề của hai chiếc máy này, với ZenBook cho chúng ta một chiếc bản lề nó cứng cáp hơn và những cái dao động gần như là nó triệt tiêu ngay tức thì mà thôi. Còn với Flow X13 thì bản lề nó sẽ mềm hơn một chút và nó sẽ cho chúng ta khả năng có thể dễ dàng mở lên bằng một tay hơn này. Cũng như là với hai chiếc máy này thì nó đều có cái dạng bản lề là Eucalyp nhưng mà nó hơi nhẹ. Tức là Eucalyp này nó chỉ gọi là nâng nhẹ nhẹ một xíu cái phần gầm máy lên thôi anh em ạ. Và với cái phần khung màn hình này thì UX ZenBook Flip này nó rất cứng và không thể lắc được. Mình chắc chắn với em là không thể lắc được cái phần khung màn hình này. Nên anh em thể quan sát đấy, quá cứng, không lắc được. Còn với Flow X13 thì sao? Nó sẽ làm bằng hợp kim magie
và nó sẽ mềm hơn một xíu để chúng ta có thể lắc như thế này, nhưng mà nó vẫn có một cái độ ghì lại, nó vẫn cái phản hồi của cái phần khung màn hình này nó vẫn cứng và vẫn rất là chắc anh em nhá. Về cảm ứng thì hai chiếc màn hình này không phải so sánh nhiều nữa, bởi vì là cảm ứng của chiếc laptop gaming hay là cảm ứng của một chiếc laptop cao cấp dành cho doanh nhân thì nó đều đáp ứng cho ta về các tác vụ xử lý cảm ứng, nó rất là mượt và rất là nhạy, không phải chê nữa. Ngoài ra thì với chiếc ZenBook, anh em sẽ được tặng kèm cho một chiếc bút như thế này ở đây. Chiếc bút này của chiếc ZenBook anh em nhé, để cho chúng ta có thể vẽ vời này, để làm việc ngay trực tiếp trên cái màn hình cảm ứng này được tiện hơn, lướt web cái thứ, cầm chiếc bút này trông nó cũng sang chảnh hơn đúng không nào, tiện hơn và chuẩn xác hơn. Ngoài ra nữa thì để mà nói về cái phần tặng kèm theo cái chiếc ZenBook, anh em sẽ có thêm một cái jack audio đầu ra là USB Type-C và thêm đó là một cổng mạng LAN đầu ra là USB Type-A. Đấy. Với chiếc ZenBook này thì đây là cái chiếc laptop đầu tiên mà nó bị lược đi mất cổng jack audio 3.5. Laptop đầu tiên bị lược đi mất cái jack audio 3.5 và mình cảm thấy không hài lòng về cái điều đó một chút nào cả. Mặc dù là đã tặng kèm theo nhưng mà với cái chiếc ZenBook này nó sẽ có hai cổng Type-C, và nếu mà chúng ta cắm thêm một cái đầu này chỉ để ra một cái jack audio 3.5 ấy thì mình thấy là nó thừa thãi và nó không thực sự là cần thiết. Trong khi cái khung máy vẫn dư chỗ để cho chúng ta có thể thêm vào đây là một cái jack audio. Và mình thấy là cũng khá là nhiều người dùng phàn nàn về điều này. Tuy nhiên thì đấy, anh em có thể cắm luôn khi mà mua máy về, anh em có thể cắm luôn cái đầu này vào cái đầu tai nghe của anh em và cứ thế dùng thôi, coi như đây là một cái tai nghe đầu ra Type-C anh em nhé. Nếu mà anh em có sẵn tai nghe Type-C rồi thì sẽ không cần thêm cái đầu này, hoặc là có thêm tai nghe Bluetooth thì lại càng không cần nữa. Nói chung là phụ kiện đi kèm thì cũng rất là đầy đủ cho chúng ta. Còn với FlowX 13 ấy thì đây là cái phiên bản bình thường, phiên bản base. Chúng ta sẽ không có cái card đồ họa rời đi kèm đúng không nào. Nếu như mà trên cái phiên bản Supernova mà trước đây mình trên tay cho anh em thì nó sẽ có thêm một cái card đồ họa RTX 3080 rất là khủng và cấu hình rất là mạnh đi kèm để cắm vào cái cổng XG Mobile trên cái máy này. Còn trên cái chiếc FlowX 13 này nó sẽ chỉ có cái cổng ở đây mà thôi, chứ anh em sẽ, nếu mà anh em muốn có thêm một bộ card đồ họa rời anh em phải mua riêng anh em nhá. Tiếp theo nữa thì em nó cũng có đầy đủ các cổng như HDMI và em này sẽ có jack audio. Cạnh bên này thì anh em sẽ có thêm một cổng Type-C, một cổng Type-A và một nút nguồn ở đây nữa. Thì với em FlowX 13 này anh em cũng có hai cổng Type-C luôn và một cổng Type-A, cũng khá là đủ. Và nút nguồn của hai máy thì đều được đặt sang hai bên cạnh của máy. Rồi, những cái chiếc laptop xoay gập thì điểm chung của nó là đều đặt nút nguồn sang bên cạnh của máy anh em ạ. Ngay bây giờ thì hãy cùng mình đi so sánh nhanh qua về cấu hình của hai máy này sẽ là cái điểm mà khiến cho anh em quan tâm thứ nhì. Bởi vì là cái điểm này thì nó sẽ quyết định xem cái chiếc laptop này nó phục vụ cho người anh em nào. Nếu như mà anh em cần một chiếc laptop để chiến game, tất nhiên rồi, cấu hình mạnh để em có thể làm đồ họa, những cái đồ án hay là những cái phiên bản vẽ 3D các thứ kỹ thuật nặng nề, thì cái chiếc FlowX 13 này có thể cân tốt cho anh em với con AMD Ryzen 9 5900H. Ngoài ra thì card đồ họa của em nó đi kèm cũng là một con card đồ họa khá là mạnh. Thời điểm hiện tại em nó được sử dụng là RTX 3050 với 4GB RAM. Tuy nhiên ấy, thì trên một cái thiết kế nó mỏng và nó nhỏ gọn như thế này ấy, thì họ sẽ không thể bung được hết cái hiệu năng của con RTX 3050 này ra, mà nó sẽ chỉ bị giới hạn lại ở 35W cộng 5 mà thôi. Thì với 35W cộng 5 anh em có thể sử dụng để vào cân được kha khá, nói chung là hầu hết mọi con game cũng khá nặng ở trên những cái chiếc laptop, trên những cái dòng máy tính hiện tại rồi. Với Ryzen 9 5900HS với 8x16 luồng này, ngoài ra lại còn được sử dụng cả RTX 3050. Mặc dù là chỉ có 35+5 nhưng mà em nó vẫn có thể cân được trong ta vào hầu hết mọi tựa game nặng hiện nay anh em nhé. Với hệ thống tản nhiệt của em nó thì sẽ có hai quạt tản nhiệt nhỏ được đặt ở hai bên một chiếc máy thiết kế khá là nhỏ. Với chiếc máy này thì mình nghĩ là nó sẽ chỉ thiên về cho chúng ta những cái tác vụ làm việc, những cái tác vụ xử lý đồ họa nhiều, cần một chiếc laptop màn hình màu sắc cũng đẹp và cần một combo cấu hình thật sự là khủng thì với em máy này nó còn nhỏ gọn nữa, nó tiện dụng cho chúng ta mang đi ra ngoài nữa thì với em máy này nó có thể đầu tư cho chúng ta rất là tốt anh em ạ. Bên cạnh đó thì chiếc FlowX 13 này anh em sẽ còn có cả RAM 16GB, bus sẽ là 4266MHz, đây là RAM LPDDR4X và sẽ có dual channel sẵn cho anh em, và SSD của em nó được sử dụng là SSD 512GB. Đó là về thông số cấu hình của một chiếc laptop cho khoảng 37 cho tới 38 triệu đồng, một cái thân hình nó rất là nhỏ và rất là gọn, và có thể nói đây là một chiếc laptop cấu hình khủng nhất trên một cái thân hình nhỏ nhất từ trước đến giờ, đúng không nào? Tiếp theo thì sang đến chiếc ZenBook UX371 thì anh em sẽ có CPU là Intel Core i7, tức là một bên thì AMD, một bên là Intel đấy. Thì với con i7 này nó là một con CPU tiết kiệm điện của văn phòng,
nó là 1165G7 anh em ạ. Với con 1165G7 thì nó có mức TDP sẽ là 28W. Chúng ta có thể xử lý được một số các cái tác vụ nặng trong khoảng thời gian ngắn, như là anh em cũng có thể edit video hay là chỉnh sửa đồ họa, render các thứ nhẹ nhàng, nhưng mà trong khoảng thời gian ngắn thôi anh em nhé. Với con 1165G7 này Intel Gen 11 anh em sẽ có tiêu chuẩn Intel Evo. Thì với Evo anh em đã nói rất là nhiều về những chiếc laptop Intel Evo rồi, thế nào phải làm một chiếc laptop như thế nào thì mới được trang bị đến tiêu chuẩn Intel Evo. Với chiếc laptop này anh em sẽ có thêm là RAM 16GB cũng là LPDDR4X với bức RAM là 4266MHz và có sẵn dual channel. SSD của em này lên tới là 1TB cơ. Với SSD của chiếc UX371 này em sẽ có lên tới là 1TB để có thể lưu trữ mọi các cái tài liệu làm việc công việc của anh em lên trên cái chiếc máy này. Một chiếc laptop chuẩn cho doanh nhân đấy. Tiếp theo là card đồ họa Intel Iris Xe Graphics. Thì với cái combo này mình thấy rằng là hiệu năng của em nó cũng khá là khủng, khá là mạnh trong một chiếc laptop văn phòng và trong một cái thân hình nó mỏng nhẹ như thế này. Phải nói đây là hai chiếc laptop khá mỏng và cũng khá là mạnh. Tất nhiên thì để mà nói về cái độ mạnh, để mà nói về cái hiệu năng thì không có một chiếc laptop nào vượt qua được chiếc Flow X13 này cả. Còn để mà nói về trong cái tầm mỏng và nhẹ thì hai chiếc laptop này đều là hai chiếc laptop khá là mạnh anh em nhá. Đó là về cái thông số cấu hình, thì chắc chắn là khi mà nghe xong về thông số cấu hình như thế thì anh em cũng đã nắm được hai chiếc laptop này dành cho ai rồi đúng không nào. Nếu mà chúng ta muốn một chiếc laptop để chiến game hay là để làm một số công việc đồ họa mà yêu cầu nặng hơn một chút, nặng đô một chút, cần một con CPU hiệu năng cao để xử lý những cái nhu cầu công việc của anh em nó được mượt mà trơn tru hơn ấy, thì chiếc Flow X13 này chắc chắn sẽ là ứng cử viên sáng giá nhất rồi. Không có một chiếc laptop nào có thể vượt qua được chiếc máy này nữa. Với một cái trọng lượng nó chỉ có 1,4kg, nó rất là mỏng, rất là nhẹ. Ngoài ra lại còn có cảm ứng nữa. Một con laptop hiệu năng cao, có màn hình cảm ứng, có CPU mạnh như thế thì các đồ họa ngon nữa, để mà chiến game màn hình tần số quét lên tới 120Hz thì chắc chắn là nó sẽ phục vụ cho những người anh em nào mà năng động, cần một chiếc laptop nhỏ gọn cầm theo bên mình, có thể chiến game được mọi lúc mọi nơi, có một con CPU hiệu năng ổn áp để có thể làm các vụ đồ họa. Còn với chiếc UX371EA này thì sao? Anh em sẽ có một chiếc laptop mà nó phục vụ tốt cho các doanh nhân. Các người anh em làm doanh nhân này cần một chiếc laptop mà có thể quản lý công việc chúng ta mọi lúc mọi nơi, hay là xử lý các cái file, các cái bảng tính nó cực kỳ là nặng nề, thậm chí là có thể kiểm duyệt các cái file hình ảnh hay là kiểm duyệt các nội dung với media các thứ, mà chúng ta cần một chiếc màn hình với màu sắc chuẩn xác, yêu cầu về cái độ nét cũng như là độ chính xác về màu sắc cao, thì cái chiếc Flip F UX371EA này nó có thể cân được chúng ta rất là tốt với màn hình 4K OLED đấy, có chứng chỉ Pentong chuẩn về màu sắc, có chứng chỉ bảo vệ mắt. Với những người anh em nào doanh nhân thì thường sẽ rất là quan tâm đến sức khỏe, đặc biệt là đôi mắt của chúng ta. Thường sẽ trang bị cho mình những cái cặp kính chống ánh sáng xanh cơ. Nhưng mà nếu như mà không muốn phải đeo những cái kính đó thì sử dụng những cái chiếc laptop màn hình như thế này cũng là một cái sự lựa chọn rất là hợp lý anh em nhé. Rồi thì màn hình và cấu hình là hai thứ mà chúng ta thường sẽ quan tâm nhất ở trên hai mẫu laptop này, thì mình đã so sánh qua cho anh em rồi. Tiếp theo nữa thì về cái độ tiện dụng của hai chiếc máy này đi, mình sẽ đi so sánh qua về bàn phím cũng như là touchpad hay là về pin của hai chiếc laptop này. Chúng ta sẽ qua bàn phím của Zenbook trước anh em nhé. Với bàn phím của Zenbook, một chiếc laptop bàn phím cho doanh nghiệp thì sẽ có cái gì? Hành trình phím sâu, gõ thì sướng, phê, không có gì phải chê nữa. Bàn phím của những chiếc laptop Zenbook thì quá ổn rồi. Bàn phím sẽ có cả đèn nền, và với cái đèn LED này sẽ là cái đèn LED nền mà thôi chứ không phải là LED xuyên phím anh em ạ. Nhưng mà cái phần khung máy nó cứng và nó chắc chắn, cộng với cả cái hành trình phím nó sâu như này, gõ trên này nó rất là sướng. Tiếp theo là sang đến với chiếc Flow X13, anh em vẫn sẽ có đèn nền và đây là đèn LED xuyên phím luôn. Nếu mà chúng ta mắc cái mức độ sáng bàn phím này lên thì chúng ta sẽ có thể dễ dàng nhìn thấy được là LED của nó đã xuyên qua cái phím này, cho chúng ta có thể dễ dàng quan sát được các ký tự hơn đúng không nào. Ngoài ra nữa thì với cái hành trình phím của một chiếc laptop mà gaming ấy thì chắc chắn là nó đủ sâu để cho chúng ta có thể trải nghiệm được sướng, trải nghiệm chiến game nó được sướng và được thật tay nhất rồi. Thì với cái phần bàn phím này, tuy là nó trong một chiếc laptop 13 inch nhưng mà với cái khoảng cách phím nó giãn đều, giãn cách nhau hơn so với cả trên chiếc Flip, mình cảm thấy là cái chiếc laptop này nó vẫn phục vụ cho chúng ta chiến game được tốt trên cái chiếc máy này, và có thể chiến game được trực tiếp ở trên cái phần bàn phím này luôn anh em nhé. Đặc biệt là mình rất là thích cái LED xuyên phím. Ngoài ra thì phần touchpad, cái chiếc Zenbook họ lại cho chúng ta một chiếc touchpad kích thước lớn hơn và lại còn có cả numberpad nữa để chúng ta có thể dễ dàng nhập số liệu. Đây, chỉ cần một nút bấm thôi là có thể bật được cái phần numberpad này lên và nhập số liệu ngay trên cái phần touchpad này. Touchpad kích thước rất là lớn so với cả chiếc Flow X13 thì rõ ràng là một trời một vực rồi đúng không nào. Flip UX371EA trong tầm chiếc touchpad kích thước lớn hơn Flow X13 rất là nhiều. Với chiếc Flow X13 thì anh em sẽ có một chiếc touchpad kích thước vừa bé thôi, tracking thì mượt và phủ kính. Với hai chiếc laptop này đều có touchpad là phủ kính anh em ạ. Tiếp theo chúng ta sẽ cùng qua đến đấy chính là pin, cũng là một cái điểm mà chắc chắn là sẽ nhiều anh em quan tâm.
trên hai chiếc laptop này thì mình sẽ so sánh nhanh thôi. Một viên là 4 cell 63W, một viên là 4 cell và 67W. Thì với 4 cell 67W lại còn đi kèm với cả Intel Evo, lại còn đi kèm với cả 1165G7 tiết kiệm điện, thì em máy này sẽ cho chúng ta một chiếc máy với thời lượng sử dụng pin nó trụ được lâu hơn so với cả 4 cell và 63W, đi kèm với cả Ryzen 9 5900HS lại còn RTX 3050. Trời ơi, một combo mà nó nguồn điện kinh khủng khiếp. Tuy nhiên thì với con ZBook này nó là màn hình OLED và 4K nữa, cái mức độ sáng lên tới là 600 nit, thì anh em hãy nhớ là giảm cái mức độ sáng xuống vừa đủ để chúng ta sử dụng. Thứ nhất là nó không bị lóa mắt, thứ hai là nó sẽ tiết kiệm pin hơn cho chúng ta khá là nhiều để chúng ta có thể trải nghiệm trong vòng một ngày anh em nhé. Đó là về cái dung lượng pin, cũng như là vừa xong là một cái bài trên tay so sánh nhanh của mình về hai chiếc laptop xoay gập cảm ứng trong tầm giá 38 cho tới 40 triệu. Thì mình đã nói rất là rõ rồi, với hai chiếc máy này thì họ đã hướng tới hai đối tượng sử dụng rất là khác nhau, cho nên là nếu như mà anh em nào mà còn phân vân mà vẫn sau khi mà xem xong clip này mà vẫn chưa tìm ra được cái lời giải đáp cho mình ấy, thì mình nghĩ là chúng ta sẽ nên inbox trực tiếp cho fanpage Laptop Vua để được tư vấn chi tiết và cụ thể hơn nữa anh em nhé. Và mình sẽ có một cái group là yêu laptop để cho anh em có thể vào đó và thảo luận cũng như là chia sẻ các kinh nghiệm với nhau, cũng như là đăng bài lên và hỏi các cái tư vấn về laptop, thì đội ngũ Laptop Vua sẽ vào tư vấn ngay tức thì cho anh em nhanh nhất có thể. Đó là hai chiếc laptop trong tầm giá. Thì anh em, liệu anh em có nhu cầu nào chiến game hay là làm văn phòng, hãy cùng để lại bình luận ở phía bên dưới và bình luận của video cho mình biết anh em nhé. Còn bây giờ thì đừng quên cho Laptop Vua xin một like và một sub, cũng như là hãy nhấn vào nút chuông để không bỏ lỡ video mới của chúng mình. Và xin chào và hẹn gặp lại anh em trong những video tiếp theo.